Kính bạch sư, sư cho con hỏi. Có một lần sư có nói trong một video trả lời một bạn là việc mua vé số hàng ngày là tà mạng. Vậy khi con mua vé số, khi con thấy mấy cô chú bán ế quá muốn mua ủng hộ và không mua thường xuyên, cũng như khi cầm tờ vé số do kết quả con cũng muốn trúng nữa, vậy thì có phải tà mạng không sư? Khi mà quý vị mua mà muốn trúng á, là nó đã là tà mạng rồi. Trừ khi nào á, thí dụ như bây giờ một số người bán vé số thì họ, cái lòng tự ái của họ khá là cao, mình cho tiền họ không lấy, họ nói tôi không phải ăn xin, thì giống như mua vé số thì tôi nhận, chứ còn cho tiền tôi không nhận. Thì trường hợp đó đó, mình mua vé số xong rồi đó, nếu như mình lấy cái tờ vé số đó mình đem cho người khác hoặc cho chính họ, tức là mình không đụng vô, mình không xài, vừa mua xong mình xả luôn, thì cái đó mới tính là không vấn đề gì. Còn khi mình mua rồi mà mình giữ lại với mong muốn là trúng á, nó là tà mạng. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.